Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang giúp các em học sinh lớp 9 giải đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 9 trung học cơ sở năm 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Đề chính thức. Đề bài bao gồm 5 câu. Chúng ta đi vào câu thứ nhất. Câu 1, 2 điểm. Tính căn bậc 2 số học của 3 nhân với mở ngoặc tròn căn bậc 2 số học của 12 trừ đi căn bậc 2 số học của 1/27. Ta đi giải bài toán này. Phần 1. Căn số học của 3 nhân căn số học của 12 trừ đi căn số học của 1/27. Chúng ta thực hiện phép tính nhân căn bậc 2 của 3 nhân với căn bậc 2 của 12 bằng căn bậc 2 của 36 trừ đi căn bậc 2 của 3 nhân căn bậc 2 của 1/27 bằng căn của 3/27. Căn bậc 2 của 36 là chính là căn của 6 bình phương trừ đi căn của 3/27 rút gọn còn 1/9 chính là 1/3 tất cả bình phương. Vậy bằng 6 trừ cho 1/3 bằng, chúng ta quy đồng mẫu số chung là 3. 6, 3, 18, 18 trừ đi 1 còn 17/3. Ta sang phần thứ 2. So sánh 2 căn bậc 3 của 5 và 1/2 căn bậc 3 của 311. 2 căn bậc 3 của 5, chúng ta thực hiện đưa thừa số vào trong dấu căn bằng căn bậc 3 của 2 mũ 3 nhân với 5 bằng căn bậc 3 của 40. Còn 1/2 căn bậc 3 của 311 thì bằng 1/2 tất cả mũ 3 thêm nhân với 311 và lấy tất cả căn bậc 3 bằng căn bậc 3 của, chúng ta lấy 311 chia cho 2 mũ 3 là 8 thì được 38,875. Vì 40 lớn hơn 38,875, từ đó tương đương với căn bậc 3 của 40 lớn hơn căn bậc 3 của 38,875. Đi ra 2 căn bậc 3 của 5 lớn hơn 1/2 căn bậc 3 của 311. Ta sang câu 3. Trục căn thức ở mẫu 1 trên 3 căn 5 trừ 7 thì chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu là 3 căn 5 cộng 7. Nhân với 1 thì vẫn là 3 căn 5 cộng 7. Dưới mẫu là 3 căn 5 tất cả bình trừ đi 7 bình bằng 3 căn 5 cộng với 7 trên 45 trừ cho 49 bằng 3 căn 5 cộng 7 trên 45 trừ 49 thì còn âm 4 bằng trừ mở ngoặc 3 căn 5 cộng 7 trên 4. Sang câu 2. Phần 1 tìm các số thực A để căn thức bậc 2 của 9 trừ 3A có nghĩa. Ta giải bài toán. Phần 1. Căn thức bậc 2 của 9 trừ 3A có nghĩa khi và chỉ khi 9 trừ 3A lớn hơn bằng 0 tương đương với trừ 3A lớn hơn hoặc bằng trừ 9 tương đương với A nhỏ hơn hoặc bằng 3. Ở đây ta chia cả hai vế cho âm 3 đồng thời đổi chiều bất phương trình. Kết luận. Vậy căn thức bậc 2 của 9 trừ 3A có nghĩa khi và chỉ khi A nhỏ hơn bằng 3. Phần 2. Với A nhỏ hơn hoặc bằng 1 ta có biểu thức P bằng căn bậc 2 của 15/2 nhân với căn bậc 2 của 10 nhân với A trừ 1 tất cả bình trên 3. Chúng ta thực hiện nhân hai căn thức bậc 2 bằng căn thức bậc 2 của 15/2 nhân với 10/3 nhân với A trừ đi 1 tất cả bình bằng căn thức bậc 2 của 15 nhân 10 trên 2 nhân 3 nhân với A trừ 1 tất cả bình phương bằng căn thức bậc 2 của 15 rút gọn với 3 thì còn 5, 10 chia cho 2 cũng còn 5, như vậy được 5 bình phương nhân với A trừ 1 tất cả bình phương bằng giá trị tuyệt đối của 5 nhân với giá trị tuyệt đối của A trừ 1 bằng 5 nhân với 1 trừ đi A. Lý do là vì A nhỏ hơn bằng 1 cho nên tương đương với nó là A trừ 1 nhỏ hơn bằng 0. Do đó suy ra giá trị tuyệt đối của A trừ 1 thì bằng số đối của A trừ 1 tức là bằng 1 trừ đi A. Ta sang câu 3. Cho hai hàm số y bằng 3x có đồ thị là P và y bằng trừ 2x cộng 3 có đồ thị là Q. Phần 1 là vẽ đồ thị P và Q trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Đầu tiên chúng ta nêu cách vẽ. Phần 1. Đồ thị hàm số y bằng 3x là đường thẳng đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất là gốc tọa độ O, tọa độ 0,0. Và điểm thứ hai có tọa độ là cho x bằng 1 thì y bằng 3. Vậy đồ thị hàm số y bằng trừ 2x cộng 3 là đường thẳng đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ 0b tức là 0,3. Điểm thứ hai có tọa độ trừ b trên a 0 tức là 1,50. Ta thực hành vẽ. Đường thẳng y bằng 3x đi qua điểm O tọa độ 0,0 và đi qua điểm có tọa độ 1,3.
đường thẳng y bằng trừ hx cộng 3 đi qua điểm 0,3 và điểm 1,50. Ta vẽ đường thứ hai. Ta sang phần 2 nhỏ là tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Ta lập phương trình hoành độ giao điểm của P và Q. Đó là phương trình 3x bằng trừ 2x cộng 3. Tương đương với chuyển vế sang ta được 5x bằng 3. Tương đương x bằng 3 phần 5. Hay là bằng 0,6. Từ đó suy ra y bằng 3x bằng 3 nhân với 0,6 bằng 1,8. Vậy giao điểm A có tọa độ 0,6, 1,8. Ta sang câu 3. Đường thẳng P có phương trình là y bằng 3x. Còn đường thẳng D có phương trình là y bằng m bình phương trừ đi 1 tất cả đem nhân với x cộng với m trừ cho 2. Để đường thẳng P song song với đường thẳng D thì khi và chỉ khi nó thỏa đồng thời các điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất a khác 0 là 3 khác 0 rồi. Điều kiện thứ hai là m bình trừ 1 khác 0. Điều thứ ba là m bình trừ 11 bằng 3, tức là hệ số a bằng a phẩy. Còn hệ số b khác hệ số b phẩy, tức là hệ số m trừ 2 phải khác 0. Chúng ta giải từng điều kiện. M bình trừ 1 khác 0, tức là m bình phương khác 1. M bình trừ 1 bằng 3, tức là m bình bằng 4. Và m phải khác 2. Tương đương với m bình khác 1, tức là m phải khác cộng trừ 1. M bình bằng 4 thì m bằng cộng trừ 2. Và m phải khác 2. Do đó suy ra m phải bằng âm 2. Trả lời là vậy. Đường thẳng P song song với đường thẳng D khi và chỉ khi m bằng âm 2. Ta sang câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB bằng 20A, AC bằng 21A, với A là số thực dương. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Câu hỏi 1. Tính BH theo A. Câu hỏi 2. Chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. Tính tan góc BAM. Chúng ta đi vẽ hình cho bài toán này. Chúng ta vẽ cái tam giác ABC vuông tại A. Biết AB bằng 20A, AC bằng 21A, với A là số thực dương. Rồi vẽ đường cao AH. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Câu 1 là tính BH theo A. Muốn tính BH thì chúng ta sẽ dựa vào hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Để tính BH ta cần biết BC, mà muốn tính BC ta sử dụng định lý Pythagore. Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương theo định lý Pythagore. Thay số vào suy ra BC bình phương bằng 20A tất cả bình phương cộng với 21A tất cả bình phương được 841A bình phương. Vậy BC bằng căn bậc 2 số học của 841 A bình phương bằng 29A, vì lý do A là số thực dương. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao là AH, nên ta có hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông, đó là AB bình phương bằng BH nhân với BC. Từ đây ta suy ra BH bằng AB bình phương chia cho BC. BH bằng AB là 20A tất cả bình phương chia cho BC là 29A. 20 bình phương là 400. 400A bình phương trên 29A. Chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho A, bởi vì A là số dương, cho nên nó bằng 400A phần 29, vì A là số dương. Câu 2 là chứng minh cái tam giác ABM cân. Cân tại M. Rồi tính tan của góc BAM. Vì cái tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Từ đó suy ra AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Suy ra AM bằng BC trên 2 và bằng BM. Từ đó suy ra cái tam giác MAB cân tại M. Do đó ta suy ra góc MAB bằng góc B. Tam giác ABC vuông tại A, tan của góc B thì bằng cạnh đối AC chia cho cạnh kề AB bằng 21A phần 20A bằng 21 phần 20, bởi vì A là số dương. Chúng ta chia cả tử và mẫu cho A được, vì A là số dương.
Điều 1 là góc MAB bằng góc B. Điều 2 là tan góc B bằng 21/20. Thì từ 1 và 2 ta suy ra tan của góc MAB chính bằng tan của góc B và bằng 21/20. Ta sang câu 5. Cho tam giác ABC có đỉnh C nằm bên ngoài đường tròn O. Tâm O, đường kính là AB, biết cạnh CA cắt đường tròn O tại điểm D khác A, cạnh CB cắt đường tròn O tại điểm E khác B. Gọi H là giao điểm của AE và BD. Câu 1, chứng minh tam giác ABD là tam giác vuông, chứng minh CH vuông góc với AB. Câu 2, gọi F là trung điểm của CH, chứng minh DF là tiếp tuyến của đường tròn O. Ta đi giải bài toán này. Trước tiên ta vẽ hình. Ta có cái tam giác là ABC. Đỉnh C nằm bên ngoài đường tròn tâm O, đường kính là AB. Vậy chúng ta sẽ vẽ đường tròn đường kính là AB. Tâm O sẽ là trung điểm của AB. Cạnh CA cắt đường tròn O ở điểm D khác điểm A. Và cạnh CB cắt đường tròn O tại điểm E khác điểm B. AE và BD cắt nhau tại điểm H. Đi vào câu 1 nhỏ là chứng minh tam giác ABD vuông. Rồi chứng minh CH vuông góc với AB. Đầu tiên ta đi chứng minh tam giác ABD vuông. Tam giác ABD có cạnh AB là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD. Cho nên suy ra tam giác ABD vuông tại D. Tương tự với cái tam giác AEB có cạnh AB là đường kính tiếp của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEB. Từ đó suy ra tam giác AEB vuông tại E. Giờ ta xét tam giác ABC có BD vuông góc với AC. Bởi vì cái tam giác ABD vuông tại D, AE vuông góc với BC. Bởi vì tam giác AEB vuông tại E. Vì BD cắt AE tại H nên H là trực tâm của tam giác ABC, bởi vì BD và AE là hai đường cao. H là trực tâm của tam giác ABC thì từ đó suy ra CH phải vuông góc với AB vì nó sẽ là đường cao thứ ba. Vậy ta gọi F là trung điểm của CH. Ta có tam giác DHC vuông tại D. F là trung điểm của cạnh huyền CH. Từ đó suy ra DF bằng CH trên 2 và bằng FH. Bởi vì trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Như vậy là DF bằng FH. Suy ra cái tam giác FDH cân tại F. Cân tại F thì suy ra góc FDH bằng góc H1. Thì hai góc kề một đáy của tam giác cân thì bằng nhau. Góc H1 thì là bằng góc H2 vì hai góc đối đỉnh. Tam giác MBH vuông tại M bởi vì CH vuông góc BAB tại M. Suy ra góc H2 cộng với góc MBH bằng 90 độ. Tam giác ODB cân tại O vì OB bằng OD cùng bán kính. Cho nên suy ra góc OBH bằng góc ODB hay góc MBH bằng góc ODB. Ta gọi góc FDH bằng góc H1 là điều 1. Góc H1 bằng góc H2 là điều 2. Góc H2 cộng góc MBH bằng 90 độ là điều 3. Góc MBH bằng góc ODB là điều 4. Từ 1, 2, 3, 4 thì ta suy ra được góc FDH cộng với góc ODB bằng 90 độ. Tức là góc FDO bằng 90 độ. Suy ra DF vuông góc với DO tại D thuộc đường tròn O. Vậy DF là tiếp tuyến tại D của đường tròn O. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi cô đăng bài mới nhé. Cô thân ái chào các em.